发放前一晚，慈济志工仍忙着打包物资。岁末发放，天还没亮就启程了。包括勤业县、牙皮县第五郡上千贫户引颈期盼，志工送来大米、沙拉油等生活物资，是新年的祝福。cảm ơn của hội từ thiện nha để cho đỡ ăn cũng đỡ trong tết nó ướt nghẹ lại mua không nổi á bà nghèo mua không nổi nhà ở nhà bình thường dạ chắc cũng mà ăn qua mấy ngày tết được cô cả 10 ngày à 10 ngày tết lận hả góp một phần sức nhỏ của mình thôi, một buổi ăn sáng hay là một cái món đồ mình yêu thích trong một tháng hay là một ngày gì đó thôi là mình có thể giúp được rất là nhiều người. 我的生活就是充满了一个温暖一个爱，所以我很感谢慈济提供这样的一个机会，让我可以投身于社会服务。主要是帮忙搬米一些比较需要男生的工作，很累，可是我觉得很欢喜。看到老弱无力搬运，志工主动上前帮忙，真诚的互助暖流在每个人的心中窜流。大爱新闻真善美志工陈世林丹、陈宝芝，越南报道。